Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, việc cho vay nợ dân sự tự phát gây ra rất nhiều hệ lụy, thậm chí là tiền mất tật mang. Dù đã được chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần, thế nhưng hàng ngày, hàng giờ, tình trạng này vẫn đang diễn ra với nhiều phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Cách đây không lâu, vụ việc về vợ chánh tòa Gia Lai bị sát hại, vứt xác xuống giếng đã gây rúng động dư luận. Chi tiết vụ việc này ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nhằm mục đích cướp tài sản và xóa đi món nợ 150 triệu đồng của mình với nạn nhân, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, chú thôn 6, xã La Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân rồi đem xác vứt xuống giếng trong dãy vườn nhà mình. Vụ án gây hoang mang và chấn động dư luận trên địa bàn đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử lưu động tại huyện Chư Sê vào sáng 22 tháng 9 năm 2017. Ngay từ sáng sớm đã có hàng nghìn người dân đến tham dự phiên tòa xét xử kẻ sát thủ nhẫn tâm sát hại ân nhân của mình và ném xác xuống giếng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, vào năm 2016, Nguyễn Thanh Tùng có vay một ngân hàng trên địa bàn huyện Chư Sê số tiền là 150 triệu đồng, hạn trả là ngày 26 tháng 3 năm 2017. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, trước ngày đáo hạn ngân hàng 4 ngày do không có khả năng trả, nên Tùng đã vay của chị Phạm Thị Ngọc Diệp là giáo viên và là vợ của một phó chánh tòa hình sự tỉnh Gia Lai, số tiền 150 triệu đồng để trả nợ ngân hàng. Sau đó, Tùng đã mang số tiền trên đến ngân hàng để trả và xin đáo hạn. Tại đây, ngân hàng nhận định Tùng đã chậm trả lãi nhiều lần, thuộc vào trường hợp nợ xấu nên đã từ chối cho Tùng vay lãi. Do vậy, Tùng đã không có tiền để trả lại cho chị Diệp. Sau đó, Tùng lại đến nhờ chị Diệp vay ngân hàng giùm cho mình 200 triệu. Nghe Tùng trình bày hoàn cảnh cũng như muốn lấy lại được 150 triệu đồng mà mình đã cho đối tượng vay từ trước. Chị Diệp đồng ý giúp rồi bảo Tùng đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mình ra ngân hàng làm các thủ tục vay vốn cho Tùng. Ngày 23 tháng 3, Tùng hẹn chị Diệp đến nhà mình lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch đã định sẵn, Tùng nói với vợ và các con qua nhà anh ruột của mình ở gần đó chơi. Sau khi dẫn chị Diệp đến nhà mình, Tùng nói dối giấy tờ đang gửi ở nhà của mẹ ruột, rồi đi ra chuồng bò phía sau nhà lấy một đoạn dây thừng dài hơn 1 mét, bỏ vào túi quần đi lên nhà, đứng sau chị Diệp. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, gã cầm hai đầu dây thừng vòng hai vòng qua cổ nạn nhân rồi siết chặt. Nạn nhân lúc này xin buông tha, nhưng gã sát nhân vẫn tiếp tục siết chặt, khiến chị Diệp ngã xuống nền nhà. Tùng còn dùng chân đạp vào người chị Diệp và tiếp tục siết chặt, cho đến khi nạn nhân tắt thở. Xong việc, Tùng lôi chị Diệp vào buồng ngủ rồi treo cổ nạn nhân vào cột giường. Chiều tối cùng ngày, đối tượng đã ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua hai bao tải về, bỏ xác nạn nhân vào rồi mang đến dãy hồ tiêu của gia đình, vứt xuống giếng cạn cách nhà nạn nhân khoảng 1 km. Tối cùng ngày không thấy vợ mình về nhà như mọi ngày, nên chồng chị Diệp và một đồng nghiệp của nạn nhân gọi điện thoại vào số điện thoại của vợ, thì Tùng bắt máy và nói chị Diệp đang tắm ở nhà nghỉ KL nhằm mục đích đánh lạc hướng của gia đình nạn nhân cũng như cơ quan chức năng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, chồng chị Diệp cùng người thân đã chia nhau ra đi tìm, đồng thời làm đơn trình báo lên công an huyện Chư Sê. Sáng sớm ngày 24 tháng 3, gia đình nạn nhân đã đến gặp đối tượng Tùng để hỏi nhưng Tùng trả lời là không biết và lừa mọi người vào thôn 2, xã La Blang, Chư Sê để tìm chị Diệp. Đồng thời, Tùng mang các giấy tờ của nạn nhân cũng như giấy biên nhận nợ 150 triệu đồng sang dãy hồ tiêu khác của gia đình đốt phi tang. Sau đó, đối tượng lái xe máy của nạn nhân cùng toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt từ nạn nhân, điện thoại và một số trang sức tổng giá trị lên đến 42 triệu đồng. Trưa cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện xác chị Diệp ở dưới giếng cạn thuộc lô đất trống thôn 6 xã La Blang của gia đình Nguyễn Thanh Tùng. Biết không thể thoát tội, nên đến 14 giờ chiều cùng ngày, đối tượng đã đến công an xã La Blang, Chư Sê để đầu thú. Tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 22 tháng 9, thu hút hàng nghìn người theo dõi. Hội đồng xét xử, Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận sẽ thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng mức án tử hình đối với tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đợi mãi không thấy con đi học về, mẹ của Trần Thúy Hiền ở huyện Thường Tín, Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng đã đến trình báo cơ quan công an khi bắt đầu bước sang ngày mới. Theo thông tin người mẹ cung cấp, Hiền vừa nhập học vào Học viện Ngân hàng được vài hôm. Hàng ngày, em đi học từ 6 giờ đến 18 giờ mới về. Nhưng ngày 23 tháng 10 năm 2020, Hiền không về và điện thoại không liên lạc được. Trong khi bình thường, bất cứ khi nào có việc cần đi đâu
Hiền đều xin phép bố mẹ. Linh cảm bất an về cô con gái khiến người mẹ rất hoang mang lo lắng. Thượng tá Nguyễn Văn Phiên, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín nhớ lại. Lúc đó là giữa đêm, hình ảnh một người mẹ đi tìm con khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ tiếp nhận tất cả thông tin liên quan từ đặc điểm nhận dạng, hoàn cảnh gia đình, những tài sản hay sử dụng như là xe đạp điện hay điện thoại di động để phục vụ cho việc truy tìm. Công an huyện Thường Tín đã yêu cầu đội cảnh sát hình sự rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện, không loại trừ trường hợp Hiền đi chơi qua đêm với bạn. Thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến Hiền, nhất là quan hệ bạn bè. Qua nhiều kênh thông tin, các trinh sát xác định Hiền là cô bé ngoan ngoãn, không có quan hệ yêu đương. Đi học về là Hiền phụ giúp gia đình. Hàng ngày, Hiền đi xe đạp điện đến bến xe buýt rồi gửi tại đó, di chuyển đến trường bằng xe buýt. Em thương bố mẹ nên dù là sinh viên, vẫn chung thủy với chiếc áo khoác đồng phục của trường trung học phổ thông đã mặc nhiều năm qua. 7 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2020, sau khi rà soát nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về tung tích của Hiền, trong một cuộc hội ý nhanh giữa chỉ huy công an huyện Thường Tín và đội cảnh sát hình sự, đơn vị nhận định nhiều khả năng đây là vụ trọng án và bằng mọi cách phải nhanh chóng điều tra việc mất tích của nạn nhân. Việc điều tra bước đầu tập trung vào toàn bộ hoạt động của Hiền trong ngày 23 tháng 10. Quá trình điều tra, các trinh sát đã báo cáo về ban chỉ huy công an huyện một số thông tin quan trọng. Đó là ngày 23 tháng 10, Hiền vẫn có mặt tại trường, đồng thời có hai người bạn ở tại huyện Phú Xuyên và khu vực Quán Gánh, huyện Thường Tín, xác nhận buổi chiều sau khi tan học đã cùng lên tuyến xe buýt đi về thị trấn Thường Tín. Tuy nhiên hai người này xuống tại điểm dừng trước nên không biết được sau đó Hiền xuống xe ở điểm nào. Các tổ trinh sát đã rà soát camera từ bưu điện Thường Tín đến ngã ba Văn Phú Thường Tín và ghi nhận hình ảnh Hiền sử dụng xe đạp điện đi về lúc 18:50. Tuy nhiên sau đó hai bên đường là cánh đồng vắng thuộc thôn Yên Phú, xã Văn Phú, dẫn đến đường đê sông Nhuệ không có bất kỳ nhà dân nào sinh sống. Giữa chốn đồng không mông quạnh, dọc đường vắng vẻ và thời điểm nhập nhọn tối, rất hiếm người qua lại, khiến cho mọi thông tin về Hiền hoàn toàn bật vô âm tín, bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình và lực lượng điều tra. Xác định, cánh đồng Yên Phú là một trong những mấu chốt liên quan đến sự mất tích khó hiểu của Hiền. Chỉ huy công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo lực lượng tiến hành rà soát khu vực này và kết quả đã thu được chiếc ba lô của Hiền được giấu gần trạm bơm nước. Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng công an huyện Thường Tín xác định khả năng rất cao là một vụ trọng án nên ngay lập tức báo cáo về công an Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc công an Hà Nội đã tổ chức họp án, chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Thường Tín rà soát toàn bộ cánh đồng trên diện rộng vì có thể đối tượng đã thực hiện hành vi giết cướp đối với Hiền. Song song với đó vẫn tiếp tục thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Công an huyện Thường Tín cũng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng thông báo rộng rãi về sự mất tích của Hiền nhằm tận dụng thông tin cung cấp từ quần chúng nhân dân. Tài sản giá trị nhất của Hiền mang theo người chính là chiếc xe đạp điện màu đỏ đen và một chiếc điện thoại. Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo thành lập một mũi trinh sát toàn bộ cửa hàng cầm đồ liên quan đến xe đạp điện. Mũi còn lại rà soát các cửa hàng mua bán điện thoại cũ. Đây là tài sản bị mất và cũng có thể là mấu chốt của vụ án, đại tá Nguyễn Tiến Tần nhớ lại. Tối ngày 25 tháng 10, các trinh sát đã tìm được dấu vết chiếc xe đạp điện của Hiền tại một cửa hàng sửa chữa, mua bán xe đạp điện. Người chủ cửa hàng cho biết mua lại của một người tên là Trung ở xã Văn Phú với giá 2,8 triệu đồng. Sự xuất hiện của nghi phạm tên Trung gắn với chiếc xe đạp điện của nạn nhân đã hé lộ những tia sáng mới trong quá trình điều tra. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là tập trung mọi lực lượng để truy tìm đối tượng Trung. Nhân thân của Trung ngay lập tức được dựng lên. Tên đầy đủ của nghi phạm là Nguyễn Xuân Trung, thường trú tại xã Văn Phú. Đáng chú ý, Trung là đối tượng nghiện lâu năm, không có công an việc làm, sống lang thang và nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an. Thời điểm các trinh sát có mặt tại địa bàn thì Trung đã bỏ đi khỏi nhà 2 ngày trước đó. Trung là đối tượng nghiện nên công an huyện Thường Tín đã cử những trinh sát có kinh nghiệm đến những địa điểm mà y có thể mua và sử dụng ma túy. Khi có thông tin Trung đến khu vực xã Hạ Hồi, các trinh sát lập tức có mặt, nhưng Trung đã di chuyển về thị trấn Thường Tín.
Ngay lập tức, các mũi trinh sát đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác định chính xác vị trí của đối tượng và ập đến bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Trung khai báo lỏng vòng, quanh co, lúc không thừa nhận hành vi bán chiếc xe đạp điện của Hiền, lúc lại bảo thấy xe đạp điện và điện thoại để trên đê không có người trông nên đã lấy trộm. Những mâu thuẫn trong lời khai đã không qua được nghiệp vụ của các điều tra viên. Sau gần 6 giờ đấu trí, các điều tra viên đã khiến Nguyễn Xuân Trung phải cúi đầu nhận tội và khai ra đồng phạm là Nguyễn Văn Quân, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín. Theo đó, chiều 23 tháng 10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốt pha của một công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, cả hai đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung thấy Hiền đứng cạnh xe đạp điện nghe điện thoại. Trời nhập nhoạng tối, đường lại vắng nên Trung đã nảy sinh ý định cướp tài sản, lấy tiền mua ma túy. Hắn đẩy Hiền xuống sông và dìm cho đến khi tử vong rồi cùng Quân lấy xe đạp điện, mang chiếc ba lô của nạn nhân ra giấu ở cánh đồng thôn Lạc Thổ, xã Văn Phú. Khi Trung được dẫn giải ra thực nghiệm hiện trường vụ án, hàng trăm chiến sĩ công an và người dân địa phương đã vào cuộc để tìm kiếm nạn nhân dọc 6 km sông Nhuệ. Sau khoảng 10 giờ rà soát, cuối cùng thì thi thể nữ sinh xấu số cũng được tìm thấy cách hiện trường vụ án khoảng 4 km. Đến tối 27 tháng 10 năm 2020, tức là 4 ngày gây án, thì Nguyễn Văn Quân cũng đã xa lưới khi đang lẩn trốn ở huyện Thường Tín. Liên quan đến vụ án, ngày 7 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh học viện ngân hàng xảy ra cách đây hơn một năm. Tòa đã tuyên án phạt tử hình đối với hai bị cáo Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1985, trú ở xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội, Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983, ở xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, về các tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1997, trú xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội, bị tòa tuyên phạt 15 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, hai bị cáo Trung và Quân còn bị tòa tuyên buộc chịu trách nhiệm bồi thường 189 triệu đồng cho gia đình bị hại. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Xuân Trung nghiện ma túy, đi làm thuê điện nước cho chủ thầu. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, Trung đi làm thuê tại một công trình. Trong khi làm việc, Trung nhìn thấy có hai bộ giàn giáo xây dựng nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Cuối giờ, Trung lấy trộm hai bộ giàn giáo, đem đi cất giấu và bán được 500.000 đồng. Trên đường về nhà, Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản. Trung và Quân đi trên đường đê sông Nhuệ, sau đó rẽ về làng Mễ Sơn, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín. Đã nhìn thấy chị Trần Thúy Hiền, sinh năm 2002, trú ở xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, tân sinh viên học viện ngân hàng, đứng sử dụng điện thoại trên mặt đường đê, cạnh chiếc xe máy điện mang biển kiểm soát 29MD96099. Thấy vậy, Trung nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy điện của chị Hiền nên đã chở Quân đi qua một đoạn rồi dừng lại. Quân đứng lại cảnh giới, còn Trung xuống xe đi bộ về phía chị Hiền. Lúc này chị Hiền vẫn sử dụng điện thoại. Trung đi từ phía sau xông đến, dùng hai tay đẩy mạnh làm chị Hiền ngã xuống mép sông Nhuệ. Chị Hiền xin tha nhưng Trung vẫn dùng tay dúi mặt chị Hiền xuống mặt nước, dùng chân dẫm lên lưng của nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, thấy chị Hiền không còn dãy giụa, Trung liền đẩy nạn nhân ra sông Nhuệ. Sát hại chị Hiền xong, Trung lấy điện thoại, ba lô và điều khiển xe máy điện của nạn nhân đến chỗ Quân. Sau đó, Trung đem chiếc xe máy điện cướp được của chị Hiền bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng. Sau vụ việc trên, ngày 25 tháng 10 năm 2020, Nguyễn Văn Quân trộm cắp một chiếc xe máy điện khác ở cánh đồng thuộc xã Tân Minh, Thường Tín và bán cho Nguyễn Văn Đức được 1 triệu đồng. Nguyễn Văn Đức biết rõ hai chiếc xe máy điện do Trung, Quân trộm cắp mà có. Do hám lợi, Đức vẫn mua lại hai chiếc xe trên để bán lại kiếm lời. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.